Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Sự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Sau khi nghe Thường trực tỉnh đoàn báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đoàn trình bày tổng hợp ý kiến của các ban của Trung ương đoàn góp ý với công tác chuẩn bị đại hội của tỉnh đoàn. Các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia góp ý về các nội dung, như đại hội cần chuẩn bị nội dung, các văn kiện đầy đủ, chất lượng, trong đó nhấn mạnh về kết quả nổi bật, điểm mới trong nhiệm kỳ trước và những hạn chế, các chỉ tiêu chưa đạt được để đề ra giải pháp cho nhiệm kỳ mới, một số nội dung về công tác nhân sự. Nội dung của bài phát biểu, kịch bản phóng sự và khai mạc phiên trọng thể tránh trùng lặp. Ngoài ra là các nội dung về công tác tuyên truyền, công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội. Dự kiến Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ 16 sẽ được tổ chức vào các ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2022 với 230 đại biểu tham gia. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh đoàn, nội dung đại hội sớm và theo đúng kế hoạch của Trung ương hội. Tỉnh đoàn cần rà soát lại nhân sự cấp huyện, xã để đảm bảo số lượng, chất lượng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng tới các hoạt động, tuy nhiên với việc xây dựng phong trào linh hoạt thích ứng, nhiều hoạt động phòng chống dịch, hỗ trợ cách ly được các thanh niên triển khai. Trong xu hướng phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, thanh niên đóng vai trò quan trọng, công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh sẽ góp phần trong thành công của nhiệm kỳ 2022-2027.